Trên tay tôi thì đang có một cân cà chua. Rồi lò này có về nấu canh riêu không nhỉ? Lò này có em ăn canh cà chua. Rồi ăn canh cà chua xong hết đẻ luôn. Vâng, luật chơi của tôi rất đơn giản thôi. Đồ đội các bạn sẽ gắp cà chua cho các bạn. Đây, gắp. Các bạn sẽ dùng hai đầu gối nhá, gắp này. Đấy, đồng đội các bạn sẽ di chuyển vào. Rồi, cho anh vừa tản cho anh. Đấy, các bạn sẽ dùng đồ gối, các bạn thả vào cho các đồng đội các bạn. Rồi, đấy, thả làm sao vào cho đồng đội các bạn kẹp được. Rồi, sau khi kẹp cà chua rồi thì các bạn sẽ di chuyển. Đấy, bạn cứ kẹp cà chua, bạn di chuyển rồi. Đây, bạn sẽ di chuyển. Các bạn muốn di chuyển cái gì? Cho các bạn sẽ thả vào vòng đó ạ. Đấy. Ân thưởng cho người thua cuộc sẽ là ném cà chua vào đồ gối nhá. Ok. Yeah!
Bây giờ anh thành quả của đội David Soạn màu đỏ nhá.